Những tình huống dò bóng rất tốt của Yastremska và cô gái Ukraine đang dễ dàng giành điểm. Lại thêm một tình huống ép trái tốt nữa của Noskova. Bóng không qua lưới và Yastremska đã để mất game giao bóng của mình. Bây giờ là một điểm rất quan trọng dành cho Yastremska. Đó là một tình huống phản công thành công dành cho Yastremska. Cú smart nặng của Roskova nhưng đúng vào vị trí của Yastremska. Yastremska đã bỏ lỡ thời cơ cú đánh của Yastremska. Lần này thì Yastremska đã không bỏ lỡ thời cơ sau khi đã bước vài bước vào trong sân. 40 đều. Và đó là một tình huống liên tục dồn phải đối với Noskova. Bóng đi quá sâu. 15 đều. Smart tốt. Một tình huống đôi công rất hay của cả hai tay vợt. Một pha bóng đôi công quá hay của tay vợt. Tuyệt vời với điểm này của Hukas. Bóng ngoài, tình huống rất nỗ lực.
Lần này thì cú bỏ nhỏ của Trịnh Khâm Văn đã tốt hơn rất nhiều, nhưng có tỷ lệ thắng là rất cao, 9 trận thắng và chỉ thua 1. Một cú trái tốt của Trịnh Khâm Văn. Ra xa khỏi vị trí phòng ngự của mình. Rất hay. Quá xuất sắc. Đó là một pha bắt vô lê thành công của Carlos Sanchez. Quá tuyệt vời, không thể tin nổi. Quá kinh khủng, phải nói rằng một điểm số. Bóng nằm trong sân. Lại thêm một pha passing thành công nữa của Carlos Sanchez. Không có cơ hội nào cả. Nỗ lực tuyệt vời của Alexander Zverev.